Đồng Xuân TV có mặt ở lớp học tiếng Việt đầu tiên sau kỷ niệm 10 năm Đồng Xuân Center. Lớp học tiếng Việt này được tổ chức như thế nào? Chào chị. Vâng, chào anh. Tôi là Thọ. Qua 10 năm kỷ niệm Đồng Xuân, một thời gian cũng rất là dài. Thế nhưng trong cái trung tâm thương mại Đồng Xuân của chúng ta chưa có một cái lớp tiếng Việt. Thế thì tôi mới có một ý tưởng là phải làm một cái lớp tiếng Việt để quy tụ các cháu, cho các cháu học được tiếng nói của quê hương, tiếng nói của dân tộc. Thế chính vì thế tôi mới có ý tưởng cùng với các sinh viên, các thanh niên và các giáo viên tổ chức một cái lớp như thế này để cho các con em đến đây đăng ký. Và không những là trong Đồng Xuân và những người ở ngoài, bên ngoài, mỗi khi đến đây lấy hàng họ cũng có những cái nhu cầu như thế. Cho nên khi mà tôi nói được cái ý tưởng mình ra, ai cũng rất là ủng hộ và tán thành. Chính vì thế mà tôi có nhiều quyết tâm để mở cái lớp tiếng Việt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Các cháu từ lứa tuổi nào đến lứa tuổi nào có thể đăng ký tham gia học tiếng Việt tại đây thưa chị? Để cho các cháu tham gia đăng ký thì chúng tôi nhận các cháu từ 7 tuổi đến 14 tuổi. Trước mắt thì vẫn là chung một lớp. Sau này có thể khi mà các cháu đăng ký đông lên, chúng ta lúc đó sẽ chia lớp theo lứa tuổi để cái cách học cho nó hợp nhau, hợp với trình độ. Thế và cái tiêu chí của chúng tôi là học mà chơi, chơi mà học, chứ không phải là bắt buộc các cháu trong 2 tiếng đấy đến chỉ có ngồi mà để học mỗi cái tiếng Việt không ấy thì nó sẽ rất là nhàm chán. Thì chính vì cái tiêu chí như thế, chúng tôi cũng đã mời chị Dân là người sẽ trước đây đã là giáo viên và tổng phụ trách ở các trường tiểu học Hà Nội. Chị cũng sẽ là người sẽ đưa các cái trò chơi dân gian và các cái câu chuyện cổ tích, và qua các cái câu chuyện, qua các trò chơi để cho các cháu luyện tiếng Việt, học tiếng Việt và biết thêm rất nhiều cái mà tiếng Việt ở đây các cháu không được biết. Những người thuộc thế hệ trước nghe thấy một câu là học mà chơi, chơi mà học thì có lẽ hơi lạ lẫm, nhưng đối với nền giáo dục hiện đại như của nước Đức thì học chính là chơi. Chúng ta sẽ đến với một chị mà trong chương trình chơi này là chơi những trò chơi gì và chơi như thế nào để mà học. Chị có thể giải thích cho mọi người, các nhất là các bậc phụ huynh biết được không thưa chị? Vâng, xin chào. Tôi cũng là một giáo viên lâu năm ở trong ngành. Khi mà được biết là Trung tâm Đồng Xuân tổ chức lớp học tiếng Việt thì tôi cũng rất ủng hộ ý tưởng này. Bởi vì các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba ở đây sinh ra và lớn lên ở nước Đức cũng không có điều kiện để tiếp xúc với lại tiếng Việt. Tôi cũng muốn là góp một cái phần nhỏ bé của mình để giúp các cháu làm thế nào để giữ được cái cội nguồn. Với các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì cái việc tiếp thu và học tiếng Việt rất khó. Bởi vậy cho nên là cái phương pháp dạy của các cháu ở đây là chúng ta phải kết hợp chơi là chính mà học chỉ là phụ thì các cháu mới tiếp thu được. Thế thì cái ý tưởng của chúng tôi là với các cháu ở đây ấy, ngoài học tiếng Việt thì sẽ đưa các cái chương trình trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian là những cái trò chơi mà mang tính chất phong tục tập quán Việt Nam. Đấy, ví dụ như là những trò chơi mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, hoặc là chúng tôi sẽ đưa những cái chương trình mà dạy múa, dạy hát, những các cái bài, ví dụ như là những bài múa dân gian Việt Nam ấy, để cho các cháu hiểu biết được thêm các cái phong tục tập quán của dân tộc mình, để các cháu cũng làm nhớ về cội nguồn. Đấy, và qua các cái hình thức múa, hát, trò chơi dân gian thì bổ túc thêm để cái kiến thức tiếng Việt cho các cháu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cháu đã đăng ký vào lớp học tiếng Việt ngày hôm nay. Có lẽ là cháu sẽ là học sinh nhỏ nhất của lớp này. Chào con. Chào, chào bác. Con tên là gì? Cháu tên Hoàng Châu Anh. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Cháu có biết viết tiếng Việt không? Cháu có một tí. Cháu có muốn học tiếng Việt không? Cháu có. Tại sao cháu muốn học tiếng Việt? Cháu thích học đại, cháu biết. Chúc cháu học tiếng Việt thật giỏi nhé. Dạ. Rồi, chào cháu. Chào bác. Cháu tên là gì? Cháu tên là Minh Anh. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 13 tuổi rồi. Cháu có biết viết tiếng Việt không? Bình thường. Cháu có thích học tiếng Việt không? Bình thường. Thế cháu có biết hát tiếng Việt không? Cháu bình thường. Cũng bình thường.
Cháu có thể hát một đoạn trong một bài nào tiếng Việt được không? Cháu không. Cháu học tiếng Việt sau này để cháu có thể về Việt Nam làm việc. Cháu có nghĩ thế không? Cháu có. Cháu muốn làm việc gì ở Việt Nam? Cháu chưa biết. Cháu chưa biết. Dạ. Chúc cháu học thật giỏi nhé. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đến với một phụ huynh. Chào chị. Dạ. Chào anh ạ. Chị có thể giới thiệu tên và chị hiện đang làm công việc gì ở tại Berlin này thưa chị? Chào anh và thưa tất cả mọi người. Tôi là Hoàng Thị Hiền, hiện đang sống và làm việc tại Berlin. Tôi sang Đức từ năm 1988. Hiện nay tôi đã ở nước Đức gần 30 năm rồi. Với cuộc sống và lao động từ trước đến nay của chúng tôi, hiện nay thì cuộc sống thì con cái, chúng tôi là lớp người thứ hai, thứ ba hiện tại sống ở Berlin. Chúng tôi là những bậc phụ huynh đi trước mà đã có nhiều cống hiến với nước Đức. Theo nguyện vọng của chúng tôi là có một lớp học dành riêng cho những thế hệ thứ hai, thứ ba mà sống tại nước Đức để có biết thêm về tiếng Việt của mình. Hai nữa là các cháu hiểu thêm về các cái cội nguồn của ta từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như là cuộc sống sinh hoạt sau này để giúp các cháu có nhiều những cái mà hiểu thêm về cộng đồng, hiểu thêm về dân tộc mình sống ở nước ngoài như thế nào cho nó phù hợp với lại điều kiện của xã hội hiện tại. Thế nên là chúng tôi rất là mong các cơ quan đoàn thể và các cái cộng đồng là mở những cái lớp học giống lớp học của Đồng Xuân Center này để chúng tôi cho con em để đến trường học cho nó có một cái kiến thức để giúp chúng tôi yên tâm công tác hơn. Có lẽ rất nhiều phụ huynh trước đây sang lao động hợp tác, nghiên cứu học tập bên này chưa để ý đến những vấn đề về tiếng Việt cho con cái của mình. Chị có gặp một cái trường hợp nào hoặc là một phụ huynh nào mà đến bây giờ con không biết nói tiếng Việt không thưa chị? Dạ, cái điều kiện điều câu hỏi này thì cũng có phổ biến rất nhiều về trong cộng đồng Việt Nam. Từ trước đến nay về cái tầng lớp của bọn tôi sang đây thì từ năm 1988 thì ngoài công tác là học tập lao động ra thì là con em của mình thì cũng vì hoàn cảnh là không chăm chút được con cái, thế nên là không có điều kiện dạy cả các cháu, thế nên là cũng nhờ các cái tổ chức xã hội thì để cho các cháu giúp các cháu để biết thêm tiếng. Cảm ơn chia sẻ của chị. Các bậc phụ huynh hãy lưu ý rằng là con cái chúng ta là thế hệ thứ hai, hãy để thế hệ thứ hai có thể thông cảm, thông hiểu với cuộc sống của bố mẹ qua ngôn ngữ của chính tổ quốc chúng ta.